Lê Cảnh Hoài Nam, 27 tuổi và Trương Đức Anh, 21 tuổi, cùng ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chiều 4 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nam 6 năm tù và Đức Anh 4 năm tù cùng tội tàng trữ trái phép ma túy. Nam còn lãnh thêm 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép ma túy. Theo cáo trạng, Nam và Anh là đôi bạn quen nhau trong tù. Với 4 tiền án 7 năm tù và 2 tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, dùng Internet chiếm đoạt tài sản. Ra tù, cả hai hình thành đường dây ma túy Quảng Trị-Đà Nẵng. Tối 18 tháng 2 năm 2020, tại bar Nonstop ở thành phố Đông Hà, Nam nhận vận chuyển gần 120 viên thuốc lắc và 150 gram hàng khay ketamin vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng. Sáng 19 tháng 2, trước khi lên đường, Nam mua 10 viên thuốc lắc và rủ Đức Anh qua nhà sử dụng 3 viên, còn lại Anh cất 7 viên với ý định mang vào Đà Nẵng sử dụng. Nam thuê ô tô và rủ thêm 3 người bạn nghiện gồm 2 nữ và 1 nam đi cùng với ý đồ nhập vai du khách đi du lịch Bà Nà ở thành phố Đà Nẵng để giao ma túy. Chiều 19 tháng 2, cả nhóm đến Đà Nẵng thì bị công an khống chế, thu giữ toàn bộ ma túy, thuốc lắc và hàng khay ketamin. 3 người bạn của hai bị cáo cũng dương tính với ma túy và bị xử lý hành chính.